Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nên tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, giá trị giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt hơn 27,2%, tương đương hơn 2.037 tỷ đồng. Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, là mục tiêu mà tỉnh đang tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm. Bởi đây là cơ sở quan trọng để Bà Rịa - Vũng Tàu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành kế hoạch đặt ra trong năm 2020. Vậy những giải pháp nào đang được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung để đẩy nhanh vốn đầu tư công? Cỡ cửa ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu. Theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư từ ngân sách phân bổ là hơn 7.484 tỷ đồng cho 352 dự án, trong đó có 133 dự án chuyển tiếp, 42 dự án khởi công mới và 50 dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan mà giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay đạt thấp. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, nguồn ngân sách tỉnh giải ngân mới chỉ đạt 27,2% kế hoạch, tương đương khoảng 2.037,5 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương giải ngân được 100,7 tỷ đồng, bằng 55,1% kế hoạch. Ngoài những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến tiến độ một số dự án bị chậm lại, thì nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Người dân không đồng thuận với đơn giá đất và tài sản trên đất, yêu cầu mức bồi thường và tái định cư cao, công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất vẫn còn khó khăn. Đây là một trong những tồn tại trong nhiều năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân của các dự án nhưng chưa khắc phục được. Nguồn gốc sử dụng đất của Xuyên Mộc cũng đặc thù khác so với các địa phương khác. Đó là do nguồn gốc đất của tổ chức và đất của nhà nước quản lý mà người dân cũng đã canh tác cũng khá lâu và sinh sống trên đây. Do đó thì huyện cũng đã phải xin hỗ trợ ngoài cái chính sách bồi thường cho các hộ dân để tiến hành bồi thường hỗ trợ rồi sau đó tiến hành giải phóng mặt bằng. Thành phố rất là mong muốn Ủy ban nhân tỉnh cân nhắc xem xét xử lý một cách hợp lý một số cái vụ việc mà cần phải tổ chức dùng biện pháp hành chính cưỡng chế thu hồi đất để triển khai, thì có thể xem xét cho giải quyết một số trường hợp cụ thể theo như kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn về những nhiệm vụ đột phá từ nay đến cuối năm 2020 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công. Trong 352 cái dự án mà đầu tư công mà mình đã chi trong nay dùng các dự án mà hoàn thành các dự án chuẩn bị đầu tư rồi các dự án khởi công rồi đó thì nó khoảng là 7.900 tỷ thì chúng tôi làm sao là cố gắng chúng tôi sẽ có cái biện pháp làm sao từ đây đến cuối năm là giải ngân hết 100%. Đó phải tính toán một cái biện pháp cắt đứt từng giai đoạn như thế nào đó để chúng ta nghiệm thu và giải ngân được. Trước mắt nhằm tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý cho 13 đơn vị được điều chuyển vốn đối với 99 dự án. Tổng vốn điều chuyển hơn 2.712 tỷ đồng. Việc điều chỉnh vốn cũng sẽ được xem xét thực hiện hàng tháng để đảm bảo tiến độ giải ngân cho các công trình một cách phù hợp. Ngoài việc điều chuyển vốn cho các công trình chuyển tiếp để đẩy mạnh giải ngân, tỉnh cũng sẽ có giải pháp ràng buộc chặt chẽ hơn đối với các chủ đầu tư trong khởi công các công trình mới. Về giải pháp là rà soát lại kế hoạch vốn, điều chuyển vốn cho các công trình có dự án chi tiết để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Cái này tôi hoàn toàn nhất trí cao. Nhưng vẫn phải ràng buộc chủ đầu tư các công trình khởi công mới và công trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Chúng ta làm không khéo là sai mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta định hình ra công trình A, mà A là không được, dễ làm khó bỏ, dồn vào công trình dễ làm. Mục tiêu chúng ta không thúc đẩy được phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ hai nữa đó là tôi đề nghị là tháo gỡ khó khăn tồn tại về thủ tục. Về phía thường trực hội đồng nhân dân và hội đồng nhân dân là sẵn sàng tổ chức các kỳ họp chuyên đề để tháo gỡ về thủ tục đầu tư công. Và người đứng đầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh các sở ngành địa phương, các chủ đầu tư tập trung thúc đẩy tiến độ dự án công một cách quyết liệt, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Từ hồi tháng 6 đến hết tháng 7 thì đầu tư công chỉ giải ngân thêm được có 4%, đúng không?
con số này là quá thấp. Chúng ta không trông chờ rằng tin tưởng là cuối năm là xong đâu. Đây là việc tôi đề nghị là ở dưới địa phương là chúng ta cũng phải nhắc nhở làm sao cho tốt. Có nơi đạt ra một mục tiêu tối đa 90% hoặc 95, cái nào tỉnh giao thì 95, cái nào tại địa phương thì 90. Thì những cái đó không có chuẩn nào như vậy hết. Cần mới cho đầu tư, cho rồi bây giờ bảo thực hiện 90 hoặc 95%, không có ngưỡng 90-95 mà phải nỗ lực để giải ngân để thực hiện cho tốt cái việc đó. Xác định đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Các cấp ngành chức năng của tỉnh tập trung chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu và khởi công các dự án theo kế hoạch từ đầu năm. Chậm nhất trong quý 3 phải hoàn thành. Từng hạng mục của công trình hoàn thành đến đâu, thực hiện thủ tục giải ngân đến đó, chứ không chờ đến khi hoàn thành tổng thể dự án mới thực hiện thanh toán. Chủ đầu tư thường xuyên giám sát, hỗ trợ đơn vị thi công thực hiện dự án cũng như các thủ tục thanh toán vốn cho dự án. Đối với các dự án có bồi thường giải phóng mặt bằng, sau khi đã hoàn thành theo tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có chủ trương cho phép các chủ đầu tư tiến hành trình duyệt kế hoạch đấu thầu và tổng hợp đề xuất bố trí vốn khởi công mới để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục dự án khởi công ngay trong tháng 9 năm 2020 theo quy định.